về thôi. Bữa nay có không? Bữa nay không à? Cái này gieo nhiêu thùng vậy? Loại này 350 anh. Còn bấm. Cái đó là 400. À, trước mắt là 350 thùng hả? Dạ, là 7 7 tổng cộng 750. 750 thùng. Ê quý vị bạn thân mến, chắc trước giờ là bà con cô bác chưa có biết hôm nay mình mới có dịp để rồi không sao. Giới thiệu quý vị các bạn là cái kho hàng của Colorman ấy, ở đây có đây là nước mắm nhĩ nè. Rồi phía kia đây là các thùng nước mắm này. Đây nước mắm 10 độ. Rồi cái kia là nước chấm, là nước mắm 2 độ hay là gọi là nước mắm kho. Rồi hôm nay thì đang xuống hàng mì gói, chắc cũng xin tranh thủ để giới thiệu với quý vị các bạn luôn. À, đây mì ăn liền hương vị hải sản. Chết cha, không chưa biết giá bán nhiêu nữa. À, chết cha xuống đi hả? Chờ gì nữa? Chờ anh xuống hả? Dạ, dạ. Dạ thì thông thường là mỗi lần mà có hàng hóa về là các bạn bên kho hay các bạn dị đoan á, các bạn hay kêu mình qua để các bạn xuống hàng cho lấy hên để bán cho tốt. Cách trà giá bán sao quên cha rồi, để hỏi. À, mì ăn liền hải sản màu xanh. Ủa, chắc lát trở về nhà cho anh trở về nhà 2 thùng đi, về ăn review thử đi. Lệnh luôn xuống luôn. Cái gì khiêng nổi chứ, mì gói thì khiêng dư sức. À, cuối cùng là giấc mơ có ngày làm mì gói cũng đã xếp về hả? Dạ. À. Mày xếp về, xếp sao? Ồ. À. Xếp sao chị, anh xếp ơi. Ủa hộp dễ thấy cưng không bà con, cái màu xanh dễ thương không? Đó. À, mì ăn liền, hương vị hải sản nha. Còn cái kia là mì ăn liền có màu xanh, màu đỏ. Cái này 400 thùng hả? Loại này về là 350. Ồ, 350. Còn kia 400. Đây tổng cộng 750 thùng. 7 thứ 3 lục ha. Đúng rồi, đúng rồi. Ủa nhìn vào mấy trăm thùng đó hả? Làm gì? Dạ xuống 2 cây làm bên trong. À xuống 2 cây làm bên trong hả? À, ok rồi. Rồi lên. Cái này rồi. Bye bye. Hả? Chắc bỏ ra anh mỗi thân thùng đi, lát anh ấy xuất cho anh mỗi thân thùng, lát anh về anh 2 thùng tốt ơi, tốt cho anh 2 thùng về quay. Một thùng hải sản với 1 thùng mì chua cay. À, cái này mì ăn liền chua cay đấy. Đó, để cho bà con nhìn cho nó đẹp đúng không? Đây cà phê hòa tan sữa dừa ấy. Đó. Đỉnh cao.
đã quá. Bà con thấy cái này gồm có 30 gói nha, một cái thùng như vậy có 30 gói, một gói là 75 gram. Chút xíu nữa mình sẽ mở ra cho bà con cô bác xem thử. À, ngày sản xuất là ngày 3 tháng 2 năm 2021. À. Ờ, giờ kính thưa quý vị các bạn thì đây sản phẩm của Colorman đó, dạ. Thì cũng như những cái sản phẩm khác thôi, mình thì mình công thức thì bên công ty Colorman Food của mình phát triển công thức ra, rồi mình chuyển cái công thức với các thành phần cho bên một cái đơn vị gia công, thì cũng xin hân hạnh giới thiệu quý vị các bạn đây là cái đơn vị mà đối tác sản xuất cho cái mì gói của Colorman là Milliket. Colosa, công ty cổ phần lương thực thực phẩm Colosa Milliket. Ra đây. Đó, mình thì mình hợp tác với đơn vị nào mình cũng muốn giới thiệu luôn cả cái đơn vị đó để cho ai có nhu cầu thì muốn hợp tác thì cứ hợp tác. Bởi vì Coleman cũng xác định là mình chuyên trách cái chuyện tiếp thị và phân phối sản phẩm. Chứ còn sản xuất thì đã có những cái nhà sản xuất rất tốt, mình chỉ việc tìm các nhà sản xuất tốt, chất lượng đảm bảo. Chất lượng đảm bảo nè, quy trình đảm bảo vệ sinh an toàn và rất là uy tín. Đó, mình phối hợp với các đơn vị đó rồi thế thôi, xong. Đó, còn cái phần lại là marketing, tiếp thị, phân phối và bán hàng thì là bên mình. Rồi bây giờ đây là tiếp tục cái đợt hàng cái tiếp xuống. À, mì chua cay. À, hy vọng là sắp tới nữa sẽ còn ra một số cái sản phẩm mì gói khác nha. Bản thân mình thì mình rất là thích ăn mì gói, chắc quý vị các bạn thấy là mình hay ngồi xì xụp mì gói đi về ở nhà, nói buổi chiều tối về mà bà xã kêu làm gì làm mà mình không ăn, mình cứ mì gói làm tới à. Rồi gặp ngay hai đứa con gái cũng mê mì gói nữa, thành ra là mấy cha con là cứ xuống ngàn mì gói. Mì gói thì có cái mì chua cay đây, cái mì chua cay này cái vị này rất là ngon luôn, do nó giống như mì Thái, mì tôm dâm của Thái vậy đó. Đó, để có gì hôm nào mình sẽ review cho bà con cô bác ăn xem thử. Kỳ này chắc để về nhà gia đình mình ngồi ăn, mình review cho bà con coi thử nha. Ồ, cái này lái cũng khó quá ha. Được không? Trình độ không? Đó, sau một thời gian cũng phải nói là cũng khoảng mấy tháng, cũng gần nghĩ 5 tháng mấy, gần 6 tháng để đi nghiên cứu lại, qua lại cái công thức để cuối cùng là thấy cái khẩu vị làm sao mà nó phù hợp với Colorman nhất, thì cuối cùng là cũng ngày hôm nay cũng có một cái sản phẩm mà đã quá cận Tết rồi, phải ra sớm chút xíu để bán Tết thì vui biết mấy. Rồi. Ủa anh Sơn nhà là đâu có ăn mì gói đúng không? Nhà anh đâu có ăn mì gói đúng không? Có hả? Thôi bán mở hàng tại đây luôn đi. Để hỏi giá coi. Báo giá gấp cho chú Sơn nè mấy đứa ơi. Trời ơi. Em ơi quá mày, năm 2020 đầu năm 2021 này thì tổng cộng các cái sản phẩm mà mang tên của Colorman thì em ơi. Alo. Đó, sáng bán đào. Sáng trưa tranh thủ bán đào, rồi bây giờ chiều chạy qua đây để xuống kiểm hàng mì gói. Ờ cháu ơi nhắn cho anh cái giá bán mì gấp cái. Ừ.
Thùng 150.000 hả? 30 gói hả? Ok, bán lẻ là 6.000 gói đúng không? Cả hai loại giống như nhau hết hả? Dạ rồi rồi, dạ dạ dạ. Rồi, chắc giá chưa? Chắc giá chưa kìa, chú Sơn mua mua 100 thùng kìa. Đó, đó kìa, đang chú Sơn mua mở hàng 100 thùng kìa. Một thùng là 160.000. Một gói là 6.000. Thùng 160, hai thùng 320, chốt đơn. Ủa kho mình kho thoáng mát quá ha. Mà buồn đó. Phải vậy kiếm cái máy làm hôm máy hút bụi. Mua cái máy của Carter á. Máy hút bụi công nghiệp á. Chú Sơn cho lấy gì ăn thử không? Mì hải sản với mì chua cay. Làm thân thùng đi ha. À có cái gì không mở ra coi thử đi ta. Có cái gì khóa không? Đây. Đây thân kính mời quý vị các bạn xem thử. Đó, đập hộp tại đây luôn. Rồi. Cuối thùng. Ôi đây. Dạ đây. Được, nhớ được. Đó. Xíu cái này ha. Rồi, ok. Chưa 30 gói nha bà con. Tính ra một gói là 6.000 thì 30 gói là 180, nhưng mà nếu mà con mua thùng là 160.000. Đây để lấy lên cho chụp cho đẹp nào. Đó bao bì. Mình chưa có ra được cái ly, mới ra được cái tô thôi, mới ra cái gói thôi, để bà con bỏ vô tô ăn đỡ nha. Dạ bữa mình ra thêm cái ly cái ấy nữa. Đó. Mì ăn liền chua cay Coleman. Instant noodle, bà con thấy cái bao bì như thế nào? Ok không? Đây. Giờ đây xin được giới thiệu là thành phần là gồm có bột mì nè, shortening nè, tinh bột khoai tây nè, tinh bột biến tính nè, muối nè, chất ổn định nè, chất điều vị nè, đường nè, chất tạo xốp nè, bột tôm nè, phẩm màu tự nhiên, chất chống oxy hóa. Trong đây có các gói gia vị như sau là đường, muối, dầu cọ tinh luyện. Đó, rau sấy, gia vị tỏi ớt, bột gia vị hương tôm, bột gia vị hương thịt, gia vị hỗn hợp. Rồi. Đây bao bì cái mặt phía sau. Còn đây là cái mặt phía trước mà con nhìn thấy cái hình thấy cute không? À. Dễ thương các con ha. Rồi, hướng dẫn sử dụng rất là dễ, cho vắt mì và các gói gia vị vào tô, thêm vào khoảng 350ml nước sôi. Đậy kín tô trong 4 phút, mở nắp trộn đều là có thể dùng ngay. Rồi. Rồi có lẽ là mình cũng phải làm cái xí. Rồi anh Sơn tranh thủ chụp hình nha. Để lên màu làm, để bộ leo lên làm màu coi nè. Ây da đó. Ồ nó bỏ. Nó phải được. Nó phải ra bộ cho đúng bài để quay phim cho đẹp bà con. Nói lâu lâu đại ca tới phá mấy em út. Rầu muốn chết.
gì chứ cái này nhẹ nhàng dễ chịu. Cái này nhẹ lắm, còn cái gạo nữa nè. Gạo nè. Gạo nước tương. Gạo với nước tương nước mắm là thôi rồi luôn á. Rồi, sắp hết luôn rồi. Ồ bên trong này còn mấy lớp nữa. Thôi, đẩy về sao nhìn thấy ta? Nói chứ bà con của bác nói mình nói thật á, mỗi lần mà ra được một sản phẩm á, trời hạnh phúc lắm luôn. Đúng rồi, anh Việt đã lấy ra khui ra rồi. Dạ, chưa biết là rồi. Thùng nguyên đó hả? Anh lấy 2 thùng nha. Vậy là phải xuất 4 thùng chứ. Đúng không? 2 thùng nguyên với 2 thùng anh Việt đã khui ra rồi. 2 thùng của anh Sơn mua. Sơn mua à? À, Sơn mua. Anh Việt nói anh Sơn mua. Anh Sơn sẽ mua 2 thùng. Còn anh là mua đưa anh thì tặng anh 2 thùng. À, anh cũng mua luôn mở hàng luôn. 2 thùng nguyên đúng không? Để anh về anh review thử. Ok. Đúng rồi, một cái xanh cái đỏ đúng không? Trời cao quá sao đẩy nổi mấy em. Hai thùng muối ăn. Mình về quay. Đó mở đi, anh mở thử đi. Thử đã này, con đang ở kho nè. Đang xuống hàng nè. Hả? Lớp này thêm lớp nữa đúng không? Anh gửi xe của anh Vượng về luôn. Đúng rồi, anh Vượng trở về, anh Vượng trở về. Về luôn, nghe được không? Tính phòng luôn rồi. Ừ, rồi. Nhưng mà giờ là từ từ hắn. Đó, quý vị các bạn thân mến đó, mà thấy đây, đó là cái thùng mì hải sản nhé. Đó, cái màu xanh xanh đẹp không? À, xanh đỏ. Mì chua cay thì phải màu đỏ. Còn hải sản thì màu xanh. Đó, bao bì dễ thương không? Đẹp không? À cha. Ladies and gentlemen. Không, đó cái mì hải sản này là anh Sơn ăn được. Thì nó không có cay. À đẹp. Rồi mình cũng chụp luôn. Wow. Oh, wow. Ừ, cái hình nào cái logo nó cũng mắc cười ra cái mặt ha. Dễ thương vô cùng. Hết qua bên trái sang rồi. Cái mặt mấy à, vẽ hình chibi à, nhìn mắc cười không bà con? À, mì hải sản. Yeah. Rồi quý vị các bạn, cả hai cái này là đều đồng giá hết nha. 6.000 một gói, 6.000 một gói sẽ có mặt tại tất cả các food mart của Colorman. Quý vị các bạn có thể tìm mua tại food mart của Colorman và ăn thử. Rồi, dạ. Yeah. Có thể mua tại food mart Colorman và ăn thử. Đó, ba cái. Mà một gói 6.000, một thùng 30 gói thì là 160.000, là già rẻ hơn 20.000. Đó, tùy cái gì quý vị các bạn lựa chọn. À, Colorman mới chỉ ra được 2 loại thôi, hy vọng là cũng sẽ phục vụ được bà con cô bác. Chắc chắn là sẽ ngon, bà con cô bác yên tâm nha. Vì chứ mình làm là mình thử kỹ lắm, mất mấy tháng trời để thử khẩu vị, test đi test lại đó. Vài bữa mình sẽ ra luôn cái phở ăn liền nữa. À, phải ăn liền để làm sao mà hy vọng chuyển qua được cho bà con cô bác ở nước ngoài, ở phương xa. Rồi, xong, 2 thùng. Rồi, lấy luôn rồi, cấp luôn chắc lỡ mở hàng làm cho nó rút rẻ luôn. Đây, 1, 2, 3, 4. Rồi, tặng anh Sơn 2 thùng, tặng mấy anh em mỗi người 2 thùng. Đó, về ăn Tết trả tiền liền luôn. Hai thùng ít quá, bốn thùng rồi. Điền tặng bốn thùng. Chỉ nhỏ. Vậy đi. 1, 2, 3, 4, 5 người đúng không? 5 người đúng không? Rồi, ok.
thùng 160. Ồ, thùng 160 mỗi người hai thùng là cũng 10 thùng á, 10 thùng cũng triệu mấy đó, bộ giỡn của tôi hả? Đây gọi cho Trâm nha. Ừ, chắc là anh lấy khoảng chừng 1, 2, 3 bên này, chắc anh lấy khoảng 10 mấy thùng á nha. Dạ dạ dạ. Coi như mở hàng luôn đó. Ừ, tặng cho bác Vượng 2 thùng, tặng cho Sang 2 thùng, tặng cho anh Bác 2 thùng, tặng cho hai anh em kho 2 thùng, mỗi người 2 thùng, anh Sơn 2 thùng. Dạ. Nữa rồi. 1, 2, 3, 4, 5 người, 2 thùng, 6 người, 2 thùng là 10, tổng cộng là 12 thùng. 12 thùng với anh, 2 thùng là 14 thùng, trả tiền liền luôn. Dạ, 14 thùng là 7 loại mỗi, 7 thùng mỗi loại đúng không anh? Rồi nó nhân lẹ ghê trời, ừ. Dạ, 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 vậy thì em... 7, 6, 4, 2, 7 là 1 triệu 100 nhiêu á? Dạ, 2 triệu. Dạ, 2 triệu 240 thôi, ok. Dạ. Rồi, 2 triệu 240 ngàn, lát về trả nha. Dạ, 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 em đang ở kitchen, anh coi game ở kitchen không ạ? Có chứ. Có chứ. Ừ. Dạ, dạ. Thôi, anh quay xong cái clip này, anh về rồi có gì mà nay mai anh review nè. Cho mấy đứa nhỏ dạ. Nha, review ăn cái, rồi, ok. Dạ, dạ. Vậy dạ. Anh lấy là 1, 2, 3, 4, 5, 7 nam, 7 nam là 14 thùng ha, rồi. Dạ, dạ, dạ. Rồi, ok, rồi, review. Dạ, dạ. Đã review giới thiệu sản phẩm còn tốn tiền nữa, bà con tin không? Đó. Rất sòng phẳng luôn. Cảm ơn ạ. Cảm ơn, cảm ơn nữa hả? Dạ, dạ, dạ. Rồi, Trâm ăn không? Bao luôn. Dạ, thôi em không mua được á. Ừ, ok, rồi, tự mua đi. Dạ, dạ, nha. Dạ, dạ, dạ. Bà chủ con Lâm Anh Phước tự mua đi, bà chủ. Ok, rồi, xin chào tạm biệt. Dạ, rồi, những ngày giáp Tết lại rau có ra mắt một sản phẩm mới. À, rất là vui mừng và xin được thông báo đến quý vị các bạn. Cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Rồi xuất luôn đi, xuất đây 14 thùng đi, xong. Rồi xuất 14 thùng, tiền anh trả 100 nha. Rồi bác Vượng, anh em mình lấy chở lấy một của mình 2 thùng, của anh Sơn 2 thùng, bác 2 thùng. Rồi kệ Tết nhất ăn mì gói đi, đi cho chắc ăn. Chào tạm biệt quý khán giả. Mọi người nhớ nha, một gói 6 ngàn, một thùng là 160 ngàn, đó, gồm có 30 gói. Mì chua cây có hai loại, mì chua cây và mì hải sản của Colorman. Bà con của bác nhớ nha. Đây, mì chua cây thì đã có mì ăn liền của Colorman tại các cửa hàng của Food Mart của Colorman. Dạ, xin chào tạm biệt quý khán giả. Ồ, cái này cũng hay lắm nha, mốt mình đi mình đi làm thiện nguyện rồi mình tặng người ta, cái này người ta cũng thích lắm á. Ngoài nước không? Hả? Ờ, gọi Khương Dừa. Gọi Khương Dừa luôn. Anh vừa mới về hai loại mì có đi chúc Tết, à, đi tặng quà Tết. Đã ký kẹt chứ. Kiểm có đủ cho đủ rồi. Cái này anh chồng. Rồi mới về 1.000 thùng mì Khương Dừa mua sạch luôn nè. Quỳnh quả em nghe anh ơi. Ủa anh Khương đâu? À dạ anh Khương đang chuẩn bị lên sân khấu đặng live stream rồi. À anh Khương chuẩn bị lên sân khấu live stream hả? Rồi nói anh Khương là mì ăn liền về rồi nha. Dạ, bữa, dạ. Hôm bữa anh Khương đặt anh 1.000 thùng đó, giờ về rồi đó, qua lấy để đi làm thiện nguyện gì cho bà con. Dạ, bác dạ. Nha. Dạ anh, dạ anh. Rồi dạ. Nhanh nhanh nha, chốt đơn nha. Dạ dạ dạ. Rồi nói anh mang anh nói anh mang qua 1.6 tỷ đi, rồi 1.000 thùng. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Thiệt đó, cười gì?